Thái Bình Dương là một vùng biển tuyệt vời với khí hậu nhiệt đới ấm áp, mang đến một không gian tươi xanh và sức sống mãnh liệt. Đó là đại dương lớn nhất trên hành tinh của chúng ta. Và trên đại dương lớn nhất ở hành tinh của chúng ta thì không thiếu những hòn đảo tuyệt đẹp. Trong đó có một hòn đảo mang tên Tahiti, hòn đảo được mệnh danh là nữ hoàng của Thái Bình Dương. Đây cũng là nơi bắt nguồn của rất nhiều trào lưu mà có thể các bạn đã biết. Tahiti là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Chúng bao gồm có 118 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Tahiti cách thành phố Los Angeles khoảng 8 giờ bay và nó nằm giữa Hawaii và Fiji. Các hòn đảo được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, trong đó đảo Tahiti là đảo lớn nhất với diện tích là 1.042 km2. Diện tích này tương đương với tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam. Được biết, hòn đảo này được hình thành từ hoạt động của núi lửa và xung quanh có các dạng san hô. Tahiti chính là trung tâm văn hóa, chính trị của cả một khu vực gồm những nhóm đảo nhỏ xung quanh. Đảo Tahiti thì được chia thành hai phần. Phần lớn hơn về phía Tây Bắc được gọi là Tahiti Nui. Nui ở đây có nghĩa là lớn, trong khi phần nhỏ hơn phía Đông Nam được gọi là Tahiti Iti, có nghĩa là Tahiti nhỏ. Tahiti Nui có đa số dân sinh sống ở đây dọc theo các bờ biển, nhất là quanh thủ phủ có tên là Papeete. Trong khi Tahiti nhỏ hơn thì gần như không có người sinh sống, biệt lập và rất ít người tới đây. Thủ phủ Papeete của Tahiti nằm về phía Tây Bắc và có sân bay quốc tế duy nhất trong khu vực, đó là sân bay có tên sân bay Faya, cách 5 km từ trung tâm của nơi này. Vì diện tích của Tahiti rất là nhỏ nên bạn dù có đi ngược, đi xuôi, đi vòng quanh như thế nào thì cũng không bị lạc ở đảo Tahiti. Đảo Tahiti được tuyên bố là một thuộc địa của Pháp từ năm 1880. Mặc dù đến những năm 1946 thì người Tahiti bản địa mới được chính thức công nhận là những công dân Pháp. Đây là một cộng đồng hải ngoại thuộc Pháp. Người Tahiti bản địa chiếm khoảng 70% dân số ở trên đảo. Phần còn lại là những người châu Âu, những người gốc Hoa hoặc là những người Lai. Hiện nay dân số của cả nhóm đảo xung quanh Tahiti là khoảng 300.000 người. Trong đó riêng đảo lớn Tahiti là nơi sinh sống của khoảng 70% cư dân, khiến nơi đây trở thành nơi có mật độ dân số cao nhất trong tổng số các hòn đảo. Tiếng Pháp chính là ngôn ngữ chính thức duy nhất, mặc dù những ngôn ngữ bản địa cũng được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh đó, tiếng Anh cũng được một phần lớn người dân Tahiti sử dụng ở các điểm giao dịch. Điều thú vị là bảng chữ cái Tahiti là một trong những bảng chữ cái ngắn nhất thế giới, khi chỉ có 13 chữ cái mà thôi. Và điều này thì đồng nghĩa với việc trẻ con ở Tahiti đi học thì nhàn hơn trẻ con những nơi khác khoảng một nửa trong việc nhận diện bảng chữ cái. Tahiti là một điểm đến nhiệt đới với ánh mặt trời dồi dào, không khí quanh năm dao động khoảng trên dưới 27 độ C, mặc dù vẫn có hai mùa chính là mùa hè và mùa đông. Chính bởi vậy, đây là một nơi nghỉ dưỡng thường được nhiều người lui tới. Đảo Tahiti là một địa điểm yêu thích của các cặp đôi, những người yêu thích nghỉ dưỡng sang trọng. Ở nơi này có một loạt các thung lũng, thác nước, suối, những đỉnh núi cao, trong khi bờ biển lại có những bãi cát tuyệt vời, có màu nước xanh lam ngọc, có gió biển thổi nhẹ. Có lẽ chính vì lý do này mà Tahiti được thế giới ưu ái gọi cho danh xưng là Nữ Hoàng Thái Bình Dương. Điều đặc biệt trên đảo Tahiti đó là đảo này không có rắn hay là côn trùng độc. Có vẻ như Tahiti thực sự là một thiên đường theo đúng nghĩa đen, nơi không có rắn độc hay là côn trùng. Thực tế là rất nhiều người đến với những khu vực nhiệt đới thì sợ rắn độc, sợ côn trùng, nhưng mà Tahiti thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là bởi Tahiti nằm ở một vị trí rất xa những hòn đảo khác, nằm xa đất liền, do đó động vật hay là thực vật đều không có nguồn gốc Tahiti thì gặp khó khăn trong việc sinh sống tại đây. Điều này dẫn đến số lượng động vật thấp hơn nhiều so với hầu hết các nơi khác trên hành tinh. Thế nên du khách có thể thoải mái nằm nghỉ trên các bãi biển mà không cần phải lo lắng đến rắn độc hay làm con gì đó nó sẽ đốt, nó cắn mình. Mà điều đáng lo ngại nhất ở đây là bị cháy nắng do quá say mê với bãi biển Tahiti. Và điều đáng lo ngại tiếp theo đó là uống quá nhiều cocktail. Vậy đâu là đặc sản của Tahiti? Nói đặc sản thì nhiều người sẽ nghĩ đến một món ăn đặc biệt nào đó, nhưng mà ở Tahiti lại khác. Nơi đây sở hữu một thứ đặc sản ở trong ngoặc kép độc nhất vô nhị, đó là ngọc trai đen Tahiti. Ngọc trai Tahiti thì rất là hiếm, nó là biểu tượng cho sự quý phái và thanh lịch. Từ lâu thì ngọc trai Tahiti đã trở thành một món hàng tuyệt vời trên thế giới. Những nhà thiết kế thời trang danh tiếng trên thế giới đều đã từng dùng ngọc trai Tahiti để tô điểm cho những mẫu thiết kế của mình. Thường ngọc trai có màu sáng nhưng mà ngọc trai Tahiti lại là ngọc trai đen. Và nó nổi tiếng trên thế giới chính bởi vẻ đẹp và chất lượng độc nhất vô nhị mà không một loại ngọc trai nào có thể sánh được. Sự thật thú vị tiếp theo, tiếng Anh tattoo là hình xăm thì bắt nguồn từ một từ là tattoo trong tiếng Tahiti.
Hình xăm được coi là vẻ đẹp với những người Tahiti và chúng sẽ được sử dụng một cách trang trọng trên cơ thể của người Tahiti khi đến tuổi thiếu niên. Chúng rất là linh thiêng ở Tahiti chứ không mang ý nghĩa thời trang như chúng ta ngày nay. Và người Tahiti thường có hình xăm để đánh dấu sự trưởng thành của mình. Vào thời xưa, người Tahiti thì mỗi người đều có ít nhất là một hình xăm. Bây giờ thì xã hội phát triển, mọi thứ cũng thay đổi rồi thì nhiều quan điểm cũng đã thay đổi. Hình xăm thì thường kể một cái câu chuyện nào đó với những người Tahiti. Đôi khi nó cho thấy địa vị xã hội của người Tahiti, cho thấy niềm tin của họ vào một điều gì đó. Trước đây thì từng hòn đảo trong quần đảo cũng có những hình xăm riêng, cũng có những thiết kế độc đáo riêng. Để khi mà người ở các hòn đảo gặp nhau thì họ biết từ hình xăm đó anh ta đến từ hòn đảo nào, anh ta đang làm công việc gì, anh ta có cấp bậc, anh ta có thứ hạng như thế nào ở trong xã hội. Ngày nay có một lễ hội để tôn vinh hình xăm vẫn diễn ra trên quần đảo Tahiti. Và đây là một lễ hội diễn ra thường niên. Rất nhiều bộ phim đã được quay ở Tahiti, đó là sự thật thú vị tiếp theo nữa. Tuy nhiên không một diễn viên người Mỹ nào gắn bó chặt chẽ với quần đảo này như là Marlon Brando, vai chính trong phim Bố Già. Ông sở hữu một hòn đảo có tên là Tetira, chính xác là một quần đảo. Và quần đảo này được gồm 12 hòn đảo rất là nhỏ từ năm 1967. Được chính phủ Tahiti cấp quyền sử dụng 99 năm và trở thành chủ sở hữu duy nhất trong khoảng thời gian này. Đây là nơi nghỉ dưỡng của Brando bất cứ khi nào mà ông muốn, nơi ông thậm chí xây dựng một ngôi làng, bao gồm có cả một đường băng, một vài khu nhà mái tranh mộc mạc cho khách du lịch. Ngày nay thì quần đảo Tetira đã được phát triển trở thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng, được gọi là The Brando, và nó được mở cửa từ cuối năm 2012. Tiêu chí của khu nghỉ dưỡng The Brando là mang đến những trải nghiệm độc nhất vô nhị, xa xỉ nhất trong môi trường thân thiện với thiên nhiên, và lại cực kỳ sang trọng. Thế nên mới có chuyện hệ thống làm mát ở đây được đặt sâu dưới đáy biển để mà thân thiện với môi trường. Tất nhiên để mà thân thiện với môi trường mà lại được gần thiên nhiên như thế và lại có những trải nghiệm, những dịch vụ sang trọng thì giá thành ở đây cũng rất là đắt đỏ. Không chỉ vậy, ở Tahiti còn có cả Chinatown, có cả phố tàu, bởi vì có một cộng đồng người Hoa sinh sống ở Tahiti. Hầu hết trong số họ sở hữu những cửa hàng và những siêu thị trên khắp hòn đảo. Người Hoa đi đâu cũng vậy, họ chiếm ưu thế rất lớn về mặt kinh doanh. Khi người Tahiti nói là họ sẽ đến La China, có nghĩa là họ đang đi mua sắm, họ đang đi đến khu phố tàu. Phổ biến trên thế giới, những chiếc hộp được đặt bên ngoài nhà thường là thiết kế của những hòm thư. Tuy nhiên ở Tahiti, những chiếc hộp đó không chứa thư mà là chứa bánh mì, những chiếc bánh mì chuẩn Pháp. Đó là thứ mà người Tahiti sẽ được nhận mỗi ngày và đây là một phần cốt lõi trong ẩm thực của người Tahiti. Sự thật thú vị cuối cùng, Tahiti là quê hương của một trong những con sóng lớn nhất, mạnh nhất ở trên thế giới. Chúng xuất hiện tại một ngôi làng có tên là Tihumpu thuộc Tahiti. Nơi đây thì thường xuyên tạo ra những con sóng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng để ngay cả những dân chơi mà lướt an toàn thì cũng phải khó khăn. Bởi vậy đây là địa điểm quen thuộc để tổ chức cuộc thi lướt sóng hàng năm, một phần của giải vô địch thế giới về lướt sóng. Năm 2024, nước Pháp sẽ đăng cai Olympic mùa hè. Và trong khi phần lớn những môn thể thao được tổ chức tại lãnh thổ chính của nước Pháp ở châu Âu thì có phần thi lướt sóng sẽ được tổ chức tại Tahiti. Điều này sẽ phá vỡ kỷ lục hiện tại về khoảng cách xa nhất giữa những thành phố đăng cai chính Olympic và một thành phố tổ chức một sự kiện khác của Olympic. Quả là rất thú vị, bởi xin một lần nữa được nhắc lại, Tahiti là một phần lãnh thổ hải ngoại của nước Pháp. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Tahiti. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.